Đầu tư 2,4 tỷ Việt Nam đồng nhận thường trú nhân Canada vĩnh viễn cho cả gia đình. Thưa các anh chị, SUV, doanh nhân khởi nghiệp hiện đang là chương trình được chính phủ Canada rất là ưu tiên với thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng và tỷ lệ thành công cao. Những đặc quyền và gói dịch vụ duy nhất tại Citizen Pathway. Đầu tư an toàn, dự án thật được vườn ươm doanh nghiệp uy tín tại Canada chấp thuận cũng như cung cấp gói đào tạo 14 tháng về kinh doanh ngay tại Canada. Thứ hai, cam kết thành công, hồ sơ được luật sư di trú Canada độc quyền tại Citizen Pathway thụ lý với trên 20 năm kinh nghiệm hồ sơ và bác từng là cựu viên chức của Bộ Tư pháp Quebec Canada. Chúng ta có hợp đồng với cái điều khoản cam kết thành công cho tới PR là thường trú vĩnh viễn. Thứ ba, đó chính là chi phí tối ưu. Với gói đầu tư 2,4 tỷ bao gồm cả tiền đầu tư và chi phí, đây là gói đầu tư rất là tối ưu và tiết kiệm cho những anh chị. Chúng ta đầu tư thật và với một dự án chất lượng. Và cuối cùng thứ tư, điều kiện đơn giản, tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là IELTS 5.0. Vì hiện nay chúng tôi đang có gói để hỗ trợ cho các anh chị học và luyện thi IELTS, chinh phục IELTS để đến với Canada. Các anh chị quan tâm chúng ta hãy liên hệ với Citizen Pathway để chúng tôi hỗ trợ và tư vấn với các anh chị kịp thời.